Điểm đến đầu tiên của các bạn là Phủ Chủ tịch nước, nơi Bác Hồ kính yêu đã làm việc 15 năm từ năm 1954 đến năm 1969. Và hôm nay, tại đây, các bạn nhỏ được gặp bác Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cảm nhận đầu tiên của tất cả mọi người là bác Doan thật gần gũi. Bác dành lời khen tặng và hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Trong căn phòng ấm cúng, nơi dành riêng để đón tiếp thiếu niên và nhi đồng cả nước, anh Nguyễn Đình Hùng, Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An, đã báo cáo với bác Phó Chủ tịch nước về công tác đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh nhà. Bác Nguyễn Thị Doan cũng đã rất xúc động, rất vui khi được nghe nhiều bạn kể những câu chuyện của mình. Thời gian này cũng là lúc những căn bệnh bắt đầu hành hạ cha. Mẹ con phải bán thóc, bán gạo và chạy ra khắp nơi để đưa cha vào viện. Đôi mắt của cha dần dần tối sầm lại, cha không còn nhìn được gì nữa. Dù bệnh tật, ốm đau, nhưng chưa bao giờ cha chịu đầu hàng trước số mệnh. Cha vẫn lạc quan yêu đời, vẫn cố gắng vượt lên để làm yên lòng mọi người trong gia đình. Cha luôn nói với em rằng cha sẽ chiến đấu cho tới chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng em ăn học thành người. Bác Nguyễn Thị Doan và các cô, các bác ở văn phòng Chủ tịch nước còn được nghe bạn Vừa Y Mị, người dân tộc Mông ở xã Mường Lống, huyện Trèo Cao Kỳ Sơn, kể về những phương pháp giúp Y Mị vượt khó học giỏi. Và mọi người cũng rất xúc động khi nghe bạn Vũ Thị Khánh Huyền kể câu chuyện Bác Hồ với câu hát dân ca. Căn phòng trở nên sôi nổi, ai cũng hào hứng. Nhất là khi nhiều bạn xung phong hát dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh dành tặng cho bác Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Mẹ ru con đã lên chân cừng, mẹ hát ru con giấc ngủ say nồng, lấy mẹ ấm đến nắng mát lạnh chưa nặng hà. Thế thì mới đặt cái bóng nghe anh Bí thư kể vào tặng báo cáo lại, rồi nghe các con nói về cái kinh nghiệm của mình, cuộc sống của mình, thì tất cả chúng ta ở đây mới thấy rằng đúng là lớp thiếu nhi hiện nay, thiếu nhi Nghệ An đã biết phát huy truyền thống quê hương, cũng từ lớp phong trào mà đã rèn luyện cho tất cả các cháu một tấm lòng nhân ái nhân văn. Nhân ái nhân văn của chúng ta, tình yêu cha mẹ trước tiên, muốn yêu bạn thì phải yêu bố mẹ mình, yêu anh chị em ruột thịt của mình, rồi mới yêu bạn bè. Và thật hạnh phúc khi được chụp ảnh với bác Phó Chủ tịch nước. Sẽ không có ai quên được giây phút này. Nguyện hứa sẽ học thật giỏi, thi đua thật tốt để không phụ lòng tin yêu của mọi người. Đại biểu trưởng con đầu lần thứ 11 năm nay là có 28 bạn, bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng xứng đáng ạ. Và chính vì thế em cần phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với danh hiệu này. Hôm nay là lần đầu tiên em được ra thủ đô Hà Nội. Em rất vinh dự và tự hào được đại diện cho hơn 10.000 bạn thiếu nhi ở huyện miền núi nghèo Tương Dương ra thủ đô Hà Nội báo công với bác, được giao lưu với các bạn thiếu nhi Hà Nội. Em rất vui mừng, em nguyện chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để xứng đáng là cháu ngoan của bác Hồ. Đến thủ đô Hà Nội, các bạn nhỏ được đến báo công với bác tại quảng trường Ba Đình. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa vinh dự, tự hào, bao trùm lên tất cả mọi người. 125 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ là những bông hoa tươi thắm nhất, xuất sắc nhất trên nhiều lĩnh vực, đại diện cho hơn 400.000 bạn thiếu niên nhi đồng của tỉnh Nghệ An dâng lên bác nghìn việc tốt. Thật khó mà diễn tả được giây phút thiêng liêng này. Lòng vui sướng, thành tích lửa hoa, khăn đỏ bay. Khắc ghi lời bác dạy, thiếu nhi trên quê hương Soviet anh hùng đã không ngừng nỗ lực học tập,
rèn luyện, tham gia nhiệt tình công tác đội và phong trào thiếu nhi, làm nhiều việc tốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của quê hương đất nước. Mỗi một phong trào của đội là một thử thách đối với chúng cháu, là điều kiện, là môi trường thuận lợi để chúng cháu rèn luyện, trau dồi kiến thức, tự hoàn thiện bản thân mình ngày một tốt hơn, trở thành con người phát triển toàn diện, là người công dân tốt, là cháu ngoan giả hồ, chủ nhân tương lai của đất nước. Và rồi, trong một ngày hạnh phúc ngập tràn, những đội viên ưu tú, những cháu ngoan Bác Hồ đã được vào lăng viếng Bác. Điều quan trọng hơn nữa, dịp này, thiếu nhi cả nước đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, dâng lên anh linh người nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác Hồ. Sau khi được vào lăng viếng Bác, mọi người đã tham quan nơi vị cha già kính yêu của dân tộc từng làm việc, sinh sống. Với sự tận tình của các cô hướng dẫn viên, các bạn nhỏ đã được biết thêm về cuộc đời rất đỗi giản dị của một vị lãnh tụ. Đây là ngôi nhà Bác đã từng ở và làm việc từ năm 1954 đến năm 1958. Ngôi nhà được xây dựng từ thời Pháp thuộc và được toàn quyền Đông Dương dành cho công nhân điện. Bên ao cá Bác Hồ, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như khi Bác còn sống. Đây, hàng rào xâm bột để Bác đỡ nhớ quê hương. Ngôi nhà sàn quen thuộc đã trở thành tài sản vô giá của toàn dân tộc Việt Nam. Tất cả đều gợi lên tình yêu của một nhân cách lớn dành cho quê hương, đất nước. Là một điện đội trưởng và cũng như là một đại biểu trong án Bác Hồ tỉnh Nghệ An thì về ở lớp, ở trường thì cháu sẽ kể chuyện cho các bạn nghe những câu chuyện bổ ích về Bác cũng như về đất nước ta, về lịch sử để các bạn thấm rõ hơn tình yêu đất nước và luôn luôn cố gắng phấn đấu học tập thật tốt. Và cháu sẽ giúp đỡ các bạn học tập cũng như làm nói lời hay, làm việc tốt, công việc nghiêm việc tốt và các hoạt động khác. Thì huyện Kỳ Sơn cũng là một trong những huyện nghèo nhất, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều bạn học sinh cũng vượt khó để đến trường học tập, cũng có nhiều học sinh vượt khó cũng học giỏi và làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Một niềm vui khác cũng khó mà quên được, ấy là đêm giao lưu giữa các bạn thiếu nhi thuộc câu lạc bộ đội thuộc thành đoàn Hà Nội với các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đến từ Nghệ An. Buổi giao lưu được tổ chức tại trường Lê Duẩn, nơi đào tạo cán bộ đội của thành đoàn Hà Nội. Với chủ đề Thắm sắc khăn hồng, đêm giao lưu thực sự là đêm hội. Những màn hát múa vô cùng vui nhộn, mang đậm sắc màu tuổi thơ đã làm nóng cả khán phòng. Mối đoàn kết giữa hai đơn vị rất đặc biệt. Đó là Nghệ An là nơi sinh ra Bác Hồ, còn Hà Nội là nơi Bác Hồ có thời gian làm việc, sinh sống lâu nhất và cũng là nơi an nghỉ của người. Trong đêm giao lưu, các anh chị thành đoàn Hà Nội và Nghệ An cùng tặng cho nhau những món quà rất giàu ý nghĩa. Và thành đoàn Hà Nội và Nghệ An cũng là hai địa phương luân phiên tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc hàng năm. Điều này lại càng có ý nghĩa lớn lao trong hành trình thiếu nhi học tập, phấn đấu, rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thì được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và lãnh đạo của tỉnh Nghệ An thì được sự chăm lo về công tác phong trào thanh thiếu nhi, thì các tổng phụ trách đội được tham gia lần này thì cũng rất và phấn khởi, và tất cả các em thiếu nhi của tỉnh Nghệ An rất phấn khởi. Qua những câu chuyện, qua những lần trò chuyện với các bạn đã thể hiện được tinh thần, ý chí của các bạn đội viên thiếu niên nhi đồng của trong toàn tỉnh. Và các bạn cũng khẳng định được rằng lần này được vinh dự về với thủ đô, được gặp mặt Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Bác Nguyễn Thị Doan và được báo công trước lăng Bác vào lăng viếng Bác. Điều đó càng khẳng định thêm một điều, tạo thêm động lực thúc đẩy cho các bạn khẳng định để nâng cao trong học tập, rèn luyện cũng như là phấn đấu để hoàn thành tốt các cái hoạt động của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Một kỳ đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đã khép lại. Phải đợi 5 năm nữa mới có lần đại hội tiếp theo. Sẽ không bao giờ các bạn quên được những hình ảnh này. Nó mãi là động lực, là niềm tin để mỗi người không ngừng phấn đấu, vươn lên, đền đáp công ơn của thầy cô, cha mẹ, xứng đáng với danh hiệu
cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.